thấy người ta đăng hình lên Facebook với mọi người ngắm hoa rất là nhiều luôn. Cho nên là hôm nay Lụa cũng sẽ đi ngắm hoa và Lụa sẽ cho mọi người ngắm hoa nha. Ban đầu là định đi ngắm hoa bóp bi á mọi người, nó đẹp lắm. Nhưng mà nghe nói là ở đó khách tới đông quá cho nên là city đã đóng luôn rồi. Cho nên là không được đi tới đó ngắm nữa, tại vì tới đó ngắm thì sẽ hư hoa, giảm hoa. Cho nên người ta bảo vệ thiên nhiên đó, người ta không có cho người tới nữa, cho nên Lụa sẽ đi ngắm cái này. À mọi người thấy cái đoàn xe lửa kìa. Ý này á mọi người, nó có rất là nhiều chỗ để mọi người đi tham quan, đi du lịch, đi bộ vào cuối tuần. Nhưng mà kiểu như những cái chỗ ở đây á, là nó bảo vệ về thiên nhiên á, cho nên là nó không có sự can thiệp của con người nhiều. Cho nên mọi người thấy sẽ có cái nét hoang sơ của thiên nhiên nhiều hơn. Đây là cái nơi Lụa đi ha. Mọi người đi nó cũng gần đường nè, gần đường quốc lộ ngoài kia kìa. Rồi đây là nơi mà mọi người muốn tới thì mọi người sẽ tới đây đi ngắm hoa nha. Rồi cũng có rất là nhiều tới người tới đây nè, người ta cũng đậu xe quá trời nè. Đây, người ta đậu xe ở đây. Nhiều hoa ở trên một cái đồi núi đẹp như thế này, có rất là nhiều bạn trẻ tới đây để chụp hình nè mọi người. Đây, người ta hay gọi là hoa này hoa gì? Hoa cải hả? Mọi người thấy không? Bao la bát ngát, bạc ngàn luôn nè. Đây mọi người thấy không? Nó rất là rộng luôn ha. Bây giờ Lụa sẽ qua bên kia cho mọi người ngắm cái view bên kia nha. Đây là mọi người, lọt giữa một cánh đồng hoa màu vàng như thế này thì có nguyên một cái cây màu trắng như thế này nè, cũng rất là đẹp nha. Ở Mỹ nó rất là nhiều cái loại cây hoa khác nhau, cho nên mọi người đi mọi người sẽ thấy rất là nhiều loại, nhiều màu sắc đẹp lắm. Đây nhiều người họ ra đây để họ chụp ảnh nè mọi người. Riêng Lụa thì không biết có nên chụp một bộ ở đây hay không, nhưng mà mọi người thấy không, rất là nhiều bát ngát bạc ngàn luôn. Đây là mọc dại đó nha mọi người, không có ai trồng trọt gì đâu. Bao la bát ngát luôn nè mọi người. Mọi người thấy đẹp không? Giữa một cánh đồng hoa như thế này có nguyên một cái cây cô đơn như vậy cũng đẹp và hay đúng không cả nhà. Nhưng mà ở đây á, nếu mà đi vào đây thì thấy là mọi người đi cũng hơi nhiều, cho nên là cây cũng bị giẫm đạp nhiều nha. Nhưng mà vô đây á, mọi người phải cẩn thận, bởi vì á, có rất là nhiều rắn. Mọi người nói là trong đây có rất là nhiều rắn, cho nên á, là Lụa đi rất là từ từ luôn, và Lụa nhìn rất là kỹ, sợ lắm mọi người ơi. Đụng rắn là không biết sao luôn á, tại vì mình đang không mang giày ống cao, cho nên lỡ mà có rắn thì không biết làm sao luôn. Mọi người thấy đẹp không? Rất là xuất sắc luôn ha. Rộng lắm mọi người ơi, nguyên một cánh đồng bao la bát ngát luôn nè. Lụa chỉ men theo lối mòn mình đi thôi, không dám đi ở những cái chỗ mà không có lối mòn, sợ có rắn mọi người ơi. Đây mọi người thấy đẹp không? Rất là nhiều, đẹp, đẹp quá trời luôn. Cho nên nếu mà ai mà mặc áo dài hay là mọi người mặc đầm á, mọi người ra đây chụp là lý tưởng luôn nha. Nhưng mà hôm nay thì sáng đi Lụa sợ lạnh lắm,
do lụa mới sang Mỹ được vài tháng thôi, cho nên là vẫn còn sợ thời tiết lạnh bên này. Nên là hôm bữa đi chùa thì không dám mặc áo dài sợ lạnh, nhưng nên mà thấy mọi người mặc áo dài chụp hình thấy tiếc lắm. Còn mà hôm nay mọi người mặc đầm thì lụa lệ không dám mặc đầm, bởi vì sợ lạnh đó mọi người. Nhưng mà quan trọng là khi mà đọc bình luận của mọi người trên mạng á, bảo là trong đây nhiều rắn, cho nên là mình mặc quần jean thì mình còn sợ, huống chi mà mình mặc đầm. Mà mặc đầm á là cái chân mình nó gần không có gì che lại hết, lỡ có mấy ảnh á, mấy em na mà xuất hiện chắc chết quá mọi người. Mọi người thấy đẹp không? Ở đây đất rộng người thưa đó, cho nên người ta bảo vệ thiên nhiên rất là tốt. Đẹp quá nè mọi người. Ôi nhưng mà mình thấy nhiều người đi quá, đường mòn ở trong đây nhiều quá, nên hoa nó hầu như nó bị dập hết trơn rồi nè. Cho nên nó là đến ngắm thì được. Đây mình sẽ đi trong đây. Đẹp mọi người ha, đẹp quá trời nè. Ở cái giữa này có cái loại hoa đà lạ lắm nè mọi người, tôi sẽ cho mọi người coi nè. Ô mọi người ơi, đây là tầng ô nè. Nó có tầng ô mọc chung với bông nè, rất là nhiều rau tầng ô luôn. Cho nên là ai muốn ăn lẩu mình có thể vô đây mình bẻ tầng ô luôn cũng được nha mọi người. Nè, đây là tầng ô nè.